Rồi, xin kính chào toàn thể bà con. Và vui là trở lại với toàn thể anh em cộng đồng mạng nha. Hôm nay giới thiệu cho anh em một clip mới. Thì cũng tâm sự với em rất nhiều lần rồi rằng là tại sao em cứ luôn nhấn mạnh và giới thiệu cho anh em chơi CD ô tô là anh em nên chơi những cái con CD nào mà đời nó phải cao, tính năng nó đầy đủ. Ta vẫn luôn nói rồi, cứ đời mới mà chơi, đời cao mà chơi, tội gì chơi với cái con CD ô tô những cái đời 2003, 2006, tầm 09, 11 các kiểu, mà cái con cổ quá chứ. 10 năm rồi, đầu đài ô tô cơ học các kiểu, xe nó là cũ quá rồi. Anh em cứ chơi cho em những cái bản cao cấp nhất. Đây, em vẫn giới thiệu cho anh em những cái bản 2018, 2019 ấy. Đến bây giờ thời điểm này là 2019 rồi, V5 Pro. Tại sao em nhấn mạnh và giới thiệu cho anh em nên chơi những cái dòng CD đời cao này? Là bởi vì một cách đơn giản nhất đó là nó là đầu đời cao, tính năng gì cũng có sẵn. Đấy, tính năng gì cũng có sẵn mới là điều quan trọng anh em nhé. Thứ nhất, một con đầu đời cao là không phải chế độ gì thêm, mà mình chỉ có hoàn thiện nó từ bộ hộp này, mặt dưỡng này, làm những cái mặt dưỡng đầy đủ này, bộ hộp gỗ này, và tấm đít điện tử đằng sau là một cái tấm đít đầy đủ các cái cầu nối ra loa, ra âm ly ngoài, ra sắp, ra tai nghe, ra mọi thứ gọi là đường in out các kiểu thể loại của nó, để làm cho nó chuyên nghiệp như một con đầu CDP hoàn chỉnh. Đấy, công làm công tác công việc đầy đủ để cho anh em này, ra bốn đường loa ra, bật nguồn lên cho anh em. Đấy anh em nhá, đây ví dụ như bật đấy. Đấy là radio rất là nét. Đấy, giới thiệu cho anh em tỉ mỉ hơn. Đấy anh em tỉ mỉ hơn để anh em xem một con bộ, một bộ đầu ô tô nó rất là hay ở chỗ này. Đấy, một con đầu ô tô nó đời cao nhưng nó rất hiện đại ở chỗ là chức năng gì cũng có. Từ việc các anh em có thể đọc bằng thẻ cắm thẻ nhớ này, USB này, điện thoại máy tính cắm vào này, Bluetooth không dây này, CD này, FM này, đầy đủ. Và con này FM rất là nét nhá. Nếu anh em nào mà thích nghe radio thì những con như thế này mới là bắt radio rất là khỏe này. Bởi vì radio nó là có một cái hộp kênh riêng, một hộp kênh riêng tức là một hộp xử lý kênh riêng, nó như một cái radio chuyên nghiệp ấy. Thế nên nó bắt sóng rất là khỏe. Và đĩa của nó thì cực kỳ trâu bò. Và cái điểm nhấn mạnh của em là gì? Khi một con V5 Pro nó được đầy đủ một cái sự đầu tư ấy, ví dụ đầu tư một cái mặt này, một cái mặt dưỡng này, vỏ hộp này, và quan trọng nhất vẫn là cái tấm đít điện tử này anh em này. Cái tấm đít điện tử này là gồm 3 con IC, nguồn IC giải mã, IC công suất, linh kiện tù và trở, tất cả là đều là hàng cao cấp. Cho nên nó cho xuất âm ra âm ly ngoài. Đây ra âm ly ngoài, ra sắp ra tai nghe đầy đủ đấy anh em nhé. Đây 4 loa 1 2 3 4 anten. Đấy, tất cả hiện đại hay không là cũng nhờ cái tấm đít này, quạt gió các kiểu đầy đủ. Chứ làm mà thủ công ấy thì lại không có những tấm đít này. Cái tấm đít này nó là giá trị rồi. Đấy, bây giờ em mở chất âm cho em V5 Pro này anh em nghe với con đôi loa Tannoy cũng rất là đẹp. 100W một loa nhá. Khi anh em lên full thế này là được 250W cơ. Và tự động auto chia loa. Chơi 4 loa cũng được, 2 loa cũng được. Đây em mở radio. Radio không có một tí gợn sôi nào luôn. Mà đây em còn chưa kéo anten. Đây, còn nếu mà khó bắt sóng anh em còn có thể kéo anten cho em. Đây. Tuyệt vời luôn anh em ạ. Anh em nghe đi. Như sắc đông trời tháng năm mà nghe lạnh lạnh khi em về. Hiện giờ là em đang để bát chung và chép mặc định. Chỉ có những cái đầu đời cao này mới có 3 giải anh em nhá. Chứ không có cái đầu nào có được 3 giải đâu, chỉ có đời cao cấp mới có được 3 giải một lúc. Còn tất cả các CD ô tô cỏ ấy nó chỉ có bát và chép thôi, không có giải chung. Đấy. Bây giờ em sẽ mở cho anh em một cái đĩa. Mình không đưa nhau lời cảm ơn giữ lại cho người.
Nói chung là đọc rất là nhanh. Để em kiếm một cái USB đâu test cho anh em nghe luôn. Nói chung đọc rất là nhanh. Đọc rất nhanh anh em ạ. Em đi kiếm cái USB cho anh em nghe tất cả các cái... hay như thế này là tất cả cũng là nhờ đầu đời cao. Thử nha. Mở mức âm lượng 1/3 cho anh em nghe thử. Để em kiểm video buồn bê. Phía trên con V5 Pro là một con âm ly của ngang ngố, đó là hàng đít. Anh em thích âm ly, mời anh em liên hệ. Anh em thích V5 Pro, anh em chủ động kết bạn Zalo. Hiện nay số 1 nhất vẫn là bản V5 Pro tại Solo Audio nhá. Đó là những cái bản đã được làm full. Chứ một con đầu V5 Pro trần như nó chưa có gì đâu anh em ạ. Nhưng khi lên full như thế này mới là xứng đáng đồng tiền này. Giá rất là bình dân. Đôi loa rất là hay, đôi loa tân noi cũng rất là hay. Anh đâu muộn phiền khi em ngoan mặt cho anh bỏ cuộc. Em mở USB cho anh em nghe nhé. USB này cắm vào là từ đầu chạy. Tha rằng ngày xưa. Đấy. Cắm vào là từ đầu nó nhận, nó hiểu là sẽ dùng USB. Nó đọc luôn. Ba giải bát chẹp cũng đều được hết. À, giải chung này con tân noi này thì bán được rất là tốt rồi. Và đây là em chỉnh cho anh em nhìn các bài giải này, các kiểu Bluetooth thì ấn vào phone chọn pe là ra. À, đây là USB đây, thông tin của căn nhà màu tím đây. Ngày phép mắt hai hôm làm quen. Rồi em sẽ quay cận cảnh cho anh em xem. Mời anh em xem cận cảnh nhá. Đôi loa Tannoy M20 Mercury, dòng loa Tannoy nổi tiếng về vua nhạc vàng. Rất đẹp. V5 Pro bản full tại Sun Audio. Thật sự anh em nào mà có nhu cầu ấy, mình nói là phải có nhu cầu thật sự, thì chủ động liên hệ với em Sơn để mình có những thông tin chi tiết hơn qua Zalo.
Và em phải nói luôn với anh em thế này để anh em thông cảm này, có nhiều anh em rất là lom xom. Hãy tìm đến những cái địa chỉ tin tưởng để mua, để giao dịch. Đó là điều quan trọng nhất. Còn khi mà anh em chưa thật sự xác định hoặc là chưa thật sự hiểu về sản phẩm, cứ mạnh dạn kết bạn với Sơn Loa Audio để theo dõi thêm về Sơn Loa Audio và cùng trao đổi, chia sẻ những cái niềm đam mê. Em cũng luôn nhấn mạnh một điều, em không phải là cửa hàng buôn bán gì về audio, mà em là người đam mê. Em sẵn sàng chia sẻ cái niềm đam mê audio của em tới tất cả mọi miền Tổ quốc, để anh em lúc có món này chơi, lúc có món kia chơi, mình trao đổi với nhau. Em cũng được chơi nhiều món, anh em cũng có món để chơi với giá rẻ, hợp lý. Chứ nếu mà anh em ra một cửa hàng về audio, về những cái nơi chuyên về thương mại hóa audio, thì chắc chắn không có giá rẻ như chỗ em được. Vì em làm, em chơi và em trao đổi nó nhẹ nhàng hơn, nó cộng sinh một tí thôi. Cho nếu anh em xác định mua những cái combo hoặc là những cái đôi loa tân noi M20 hoặc là cái âm ly đèn hoặc là cái đầu đã hoàn thiện cái 5 Pro như thế này mà làm thương mại hóa ấy, thì chắc chắn không bao giờ có chuyện rẻ. Em làm, em chơi và em trao đổi, gọi là mua đi bán lại, thì em sẽ có những cái giá nó rất là mềm mại. Có những cái em còn phải chấp nhận lỗ một ít để mình có những món mới mình chơi. Nhưng cơ bản khi đã vào tay em những sản phẩm em đã độ chế chọn lọc thì rất là ưng ý, vì em làm cho em bản thân em chơi trước, cho nên là em rất là ưng ý và hài lòng. Đặc biệt khi một sản phẩm đầu ô tô mà vào tay em thì phải nói là full luôn, chuyên nghiệp luôn, vì đầu ô tô là thế mạnh của em. Ông anh em làm gara ô tô nên đầu ô tô là em có. Và về phần mộc thì em có anh em mà làm trong nghề rồi, nên là em sản xuất được tất cả mọi loại vỏ hộp đầu ô tô. Còn về kỹ thuật thì em đảm nhiệm là về linh kiện các kiểu, em sẽ chế độ han xì các kiểu để em làm cho nó hài hòa nhất và đầy đủ tính năng nhất. Thôi, nói rất là dài dòng thì mong anh em thông cảm. Và anh em thật sự đam mê và muốn có một cái gì đó để cùng nhau chia sẻ với nhau, thì anh em hãy bấm nút đăng ký nhé. Nút đăng ký bên góc phải của kênh, đó là cái nút để cùng nhau theo dõi và chia sẻ với nhau. Có những clip mới anh em bấm đăng ký thì anh em sẽ thấy. Và có những clip chia sẻ dưới dạng thành viên, chia sẻ dưới dạng ẩn, anh em cũng là thành viên mới xem được. Mà cơ bản là có nhiều clip mà mang tính chất chia sẻ về nghề, chia sẻ về những bí quyết của những sản phẩm thì đều ở ẩn. Thế nên anh em phải đăng ký thì anh em sẽ tự động nó sẽ hiển thị những cái clip ẩn ra cho anh em. Còn anh em nào không đăng ký, anh em chỉ là những khách vãng lai lướt qua ấy, thì anh em chỉ xem được những cái gì mà em để public, tức là để dưới dạng công cộng thôi, để dưới dạng chia sẻ, dưới dạng ai cũng xem được ấy, tức là không cần đăng ký. Còn nếu mà đăng ký thì anh em xem được hết. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ở những clip mới hơn trong thời gian tiếp tới nha anh em. Anh em nhớ đăng ký để ủng hộ Sơn Loa Audio nha, tuyệt vời luôn anh em ạ. Nếu anh em ở Hà Nội thì mời anh em qua nghe uống nước và nghe thực tế. Em đảm bảo với anh em là anh em sẽ nghiện luôn với chất âm thực tế. Còn nghe qua điện thoại thì anh em thông cảm là chỉ một phần để khoe thôi. Em nói luôn là chỉ để khoe thôi, chứ nghe qua điện thoại thì không thể phản ánh hết được. Rồi em chào toàn thể anh em nhá. Clip quay hơi dài, mong anh em thông cảm và chia sẻ cho em.